Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quân Phạm ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy trong kinh Thừa Tự Pháp có ghi một câu là phản bội là ác pháp. Con xin sư giải thích cho con chỗ này ạ. Phản bội là ác pháp. Phản bội ở đây là mình nhớ là cái một cái tâm bất thiện, tức là một cái tâm phản bội, có nghĩa là vô ơn. Này sư đã nói khá kỹ về cái tâm này. Phản bội là vô ơn. Ví dụ như một cái câu chuyện là có một cái câu chuyện là có những cái vị lái buôn đi vào trong khu rừng, rồi mệt mỏi quá đi trong sa mạc, rất là mệt mỏi, đến một cái gốc cây, và khi vị đó đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, trong lúc đấy các vị đó còn đang rất là đói khát và có thể sẽ bị chết nếu như mà không được thức ăn và nước uống. Thì lúc đấy một cái vị thọ thần ở cái cây đa đấy mới hiện ra, và vị thọ thần đó đã biến ra những cái nước uống rồi những cái thức ăn cho cái đoàn nữ khách này, rồi vị đấy còn biến ra rất nhiều vàng bạc châu báu cho đoàn nữ khách này để đoàn nữ khách này bớt khổ đau. Thì vị thọ thần đấy là một cái người rất là lương thiện, đã làm việc phúc như thế. Thì những cái đoàn lái buôn này lúc đấy nghĩ nên khởi lên một cái ý nghĩ rằng chúng ta hãy đào cái cây này, hãy bắt cái vị thọ thần này về để vị ấy phải phục vụ chúng ta, vị ấy sẽ phải chúng ta muốn gì vị ấy sẽ biến hiện ra cho chúng ta. Thì vị có những vị thọ thần bị hung dữ, vị thấy những cái vị này ác, vị ấy đã giết chết hết tất cả cái đoàn đấy, hoặc là có những vị đó không ác thì vị đó cảnh cáo vị đó, thì đó là phản bội. Phản bội có nghĩa là một cái người thấy người khác làm ơn giúp mình nhưng mình lại là cái tâm ác ý muốn người đấy là phải làm ơn cho mình một cách vô điều kiện, và muốn cái người đó làm ơn giúp mình trở thành một cái người nô lệ cho mình, phải phục vụ, phải phục dịch mình từ cái nhỏ rồi đến cái lớn, tức là do cái nhu cầu, cái tham đắm của mình lớn quá, rồi là mình cứ muốn những cái người khác giúp mình rồi mình lại làm hại người ta, thì đấy được gọi là phản bội, là vậy.